Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với S News. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật và hấp dẫn của trong ngày hôm nay. Mới đây, nghệ sĩ Hài Hoài Linh đã chính thức đăng tải một clip 50 phút lên tiếng xin lỗi và công khai sao kê cũng như là giải ngân số tiền từ thiện 15 tỷ đồng. Vào sáng hôm nay, nghệ sĩ Hài Hoài Linh đã đăng tải clip kéo dài 50 phút để chính thức lên tiếng về lùm xùm từ thiện diễn ra trong thời gian gần đây. Trong clip trần tình, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng giải đáp hết mọi thắc mắc của khán giả liên quan đến ồn ào chậm giải ngân từ thiện. Nam nghệ sĩ cũng công khai hết mọi giấy tờ sao kê, liệt kê từng khoản thu chi để làm bằng chứng với công chúng. Đặc biệt, trong clip lên tiếng này, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã gửi lời xin lỗi với đồng bào, cảm thấy tổn thương và buồn lòng vì bị tấn công và vu khống từ dân mạng. Mở đầu clip kéo dài 50 phút, nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ: "Kính gửi quý ông bà cô bác, anh chị em, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính gửi quý ông bà cô bác với sự quan tâm và bức xúc của quý vị về việc làm từ thiện của Linh trong thời gian vừa qua, một lời xin lỗi chân thành." Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Linh làm cái clip này không phải để biện minh mà để giải bày những khúc mắc trong lòng mình và những cái này như một lời tâm sự gửi đến quý vị để quý vị hiểu hơn tại sao tôi lại giữ số tiền từ thiện này quá lâu như vậy, gây nên sự phẫn nộ và bức xúc trong cộng đồng. Ngày 20 tháng 10 là ngày mà tôi kêu gọi ủng hộ lũ lụt miền Trung thì quý vị biết là thời điểm trước đó có rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đổ về miền Trung, cho nên trong dòng trạng thái của tôi cũng ghi rõ là tình tiết như thế rồi. Thì thưa quý vị, lúc đó tôi đang xạ trị lần đầu tiên vào ngày 19. Ngày 20 tôi về nhà và cách ly. Trong lịch trình cách ly của tôi về xạ trị là 15 ngày, tôi nằm trong phòng suốt, khi nào không có ai thì đi ra vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người. Ngoài lý do dịch bệnh được đưa ra, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã công bố đầy đủ mọi sao kê, chứng từ thu chi số tiền mà Mạnh Thường Quân trên khắp cả nước đóng góp. Nam danh hài cũng nói rõ lý do chuyển khoản đi, các khoản lãi để làm rõ chuyện không biển thủ số tiền từ thiện. Chúng mình là S News, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức này. Ngoài ra, để có thể cập nhật những thông tin nhanh nhất của trong ngày, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh cho S News.